Thêm hai điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mắc COVID-19. Đêm ngày 7 tháng 5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC cho biết Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới tại huyện Đông Anh. Cả hai trường hợp này đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân NTNB, nữ 31 tuổi, địa chỉ tại tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là điều dưỡng khoa khám bệnh. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thực hiện. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân DVT, nam 29 tuổi, có địa chỉ tại Mỹ Hội, Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là điều dưỡng khoa hồi sức tích cực. Ngày 4 tháng 5 đến 5 tháng 5, bệnh nhân tham gia đoàn công tác sang Lào, về nước ngày 5 tháng 5, cách ly tập trung tại Hà Tĩnh. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Tĩnh thực hiện. Cũng liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tỉnh Bắc Ninh vừa xác nhận 14 ca nhiễm mới trong cùng một thôn tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 5, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã khẩn cấp xét nghiệm cho hơn 15.000 người dân tại xã Mão Điền. Thưa quý vị, tính đến 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, cả 3 cơ sở của Bệnh viện ca Trung ương đã bắt đầu thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19. Sau khi phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cơ sở 3 ở Tân Triều. Và trong buổi kiểm tra sáng nay thì Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết ổ dịch tại bệnh viện ca còn phức tạp hơn cả ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết tổng số người bị cách ly ở cả 3 cơ sở của bệnh viện ca sẽ là khoảng 5.000 người liên quan, bao gồm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ổ dịch ở đây được đánh giá phức tạp hơn ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vì bệnh nhân có ở hầu hết các tỉnh đã di chuyển đi khắp nơi. Qua kiểm tra vòng ngoài, Chủ tịch Hà Nội nhận định việc kiểm tra kiểm soát tại bệnh viện còn thiếu chặt chẽ, chưa thực sự bảo đảm đúng các quy định phòng dịch theo tinh thần, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Để bệnh viện ca thực hiện tốt nhiệm vụ phong tỏa để phòng dịch, trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì sẽ duy trì liên lạc với bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ về nhu yếu phẩm, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người thực hiện phong tỏa cách ly. Ở đây cái tình hình cụ thể như này thì lại phức tạp hơn Đông Anh, là đây gần như bệnh nhân của hầu hết các tỉnh đã. Cho nên tôi báo cáo đồng chí thế để cái này có cái chỉ đạo chung. Đấy, trên địa bàn thì chúng tôi đã làm rất là nghiêm túc. Chẳng hạn sau cách ly, báo cáo anh Tuấn là Bộ Tư lệnh Thủ đô nếu hoàn thành cái nhiệm vụ cách ly 14 ngày ra, thì nếu ở phường nào, xã nào, quận nào, huyện nào thì cả quận, phường, huyện, xã. Rồi cái tổ dân phố đó đến ký biên bản và nhận người thì chúng ta thực hiện, nhưng mà cái liên thông với các cái địa bàn khác thì chúng ta cần tính, đồng thời là để đây là người nhà nhân dân xung quanh rất là nhiều và bà con bệnh nhân là thuê, cho nên là lập tức quận phải có cái khoanh vùng để báo cáo và y tế để hướng dẫn chuyên môn mình có cái xét nghiệm tăng cường cái xét nghiệm luôn để sàng lọc. Bộ Y tế cùng với thành phố đã kịp thời chỉ đạo hai bệnh viện nhiệt đới Trung ương và bệnh viện ca tập trung tối đa để làm sao đủ cái lượng cán bộ y tế điều trị nội trú cho các người bệnh đang nằm tại bệnh viện và cũng chỉ đạo hạn chế tối đa nhận các trường hợp từ nơi khác chuyển về, chỉ nhận các trường hợp cấp cứu mà tuyến dưới không xử lý được. Và thứ ba là chúng tôi có chỉ đạo anh em trong quá trình thao tác chuyên môn bắt buộc phải bảo hộ để mà chúng ta hạn chế tối đa các nguồn lây lan, và trong bệnh viện thì thực hiện nghiêm túc cái việc cách ly người với người. Trong khi đó, liên quan đến nguồn lây của chùm ca bệnh này, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thông tin dịch tễ ban đầu có một người bệnh 63 tuổi từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chuyển về bệnh viện ca từ ngày 27 tháng 4. Đến ngày 29 tháng 4, khi có lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện ca đã rà soát và kết quả phát hiện chùm ca bệnh này. Qua xét nghiệm chủ động 120 mẫu, có 18 nhân viên y tế bao gồm cả F1, F2, kết quả đều âm tính, 102 mẫu người nhà, người bệnh có 10 mẫu dương tính. Hiện bệnh viện đang tiếp tục xét nghiệm. Ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện của Trung ương, bệnh viện ca thì phải nói là lượng người bệnh ra vào hết sức lớn. Thứ hai là có tới 80%. Trên 80% người bệnh là không có triệu chứng, nên việc sàng lọc phát hiện sớm thì chúng tôi cho rằng là hết sức khó, mặc dù anh em đã làm rất đúng quy trình. Và ngay từ buổi sáng, 5 giờ sáng, khi được nghe anh em bệnh viện báo cáo
về trường hợp dương tính 10 ca ở khoa ngoại con mật thì chúng tôi đã chỉ đạo ngay cùng với thành phố là phải đóng cửa ngay cả 3 cơ sở của bệnh viện nội bất xuất, ngoại bất nhập, đồng thời kết hợp với thành phố, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội và CDC Hà Nội truy vết thần tốc, tìm các trường hợp F1, F2 để chúng ta ưu tiên xét nghiệm trước, sau đó tùy thuộc và kết quả xét nghiệm chúng ta sẽ có phương án phù hợp. Ngay sau khi có lệnh phong tỏa, chiều nay binh chủng hóa học đã tiến hành phun khử khuẩn tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các xe đi vào và đi ra từ cổng chính tạo thành một vòng khép kín. Toàn bộ phương tiện xe đặc chủng được tiêu tẩy trước khi ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Vâng, như vậy đến thời điểm này đã có một số bệnh viện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Bình và Vĩnh Phúc rơi vào tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập do ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Đây là điều rất nguy hiểm bởi nếu bệnh nhân mắc bệnh nền mà lại nhiễm thêm COVID-19 thì nguy cơ diễn biến nặng, tử vong cao như ở đợt dịch ở Đà Nẵng vừa rồi. Ngày hôm nay thì tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có thông báo về trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng và tiên lượng nguy kịch. Theo đó, bệnh nhân 54 tuổi, địa chỉ ở xã Văn Lan, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có tiền sử bị sỏi thận hai bên, suy thận mạn, mổ lấy sỏi thận cách đây 19 năm. Hiện bệnh nhân được sử dụng an thần, giảm đau, giãn cơ, thở máy và phải can thiệp ECMO. Ngoài trường hợp nêu trên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị cho khá nhiều bệnh nhân có sức khỏe diễn tiến nặng, độ tuổi từ 22 cho đến 72. Một số bệnh nhân có nhiều bệnh nền như suy thận, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp. Và trong số này, hai bệnh nhân có tình trạng nặng, quốc tịch Ấn Độ đang được điều trị thở oxy gọng kính. Vâng, có thể nói dịch bệnh ngày càng lan rộng và để tránh nguy cơ vỡ trận, lây lan, mất kiểm soát, nhiều địa phương có người nhiễm COVID-19 như là Hưng Yên, Vĩnh Phúc hay là Quảng Ngãi thì đã ra quyết định giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người. Tại Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định giãn cách xã hội từ 12 giờ ngày 7 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét tại các địa điểm công cộng. Tiếp tục dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Quảng Ngãi hiện có 1 ca dương tính. Tại Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn từ 0 giờ ngày 7 tháng 5. Tất cả công chức, viên chức, lực lượng vũ trang không đi ra ngoài địa bàn tỉnh. Còn trong trường hợp bất khả kháng, phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương. Đến nay, Hưng Yên xác nhận toàn tỉnh hiện có 8 ca mắc COVID-19. Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương này cũng quyết định cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 đến 0 giờ ngày 22 tháng 5. Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các đơn vị không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Vĩnh Phúc hiện ghi nhận 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Vâng, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, thì Bắc Ninh ghi nhận 15 ca mắc COVID-19. Trong đó thì có xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, chiếm tới gần một nửa với 6 trường hợp dương tính. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì ngay từ 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5, thì toàn bộ xã Mão Điền đã thực hiện phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vậy cuộc sống của người dân vùng tâm dịch thì có những xáo trộn như thế nào? Và công tác khoanh vùng truy vết các F1 tới điểm thời điểm này hiện tại ra sao? Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại điểm nóng dịch bệnh. Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày hôm qua thì toàn xã Mão Điền đã được thực hiện phong tỏa. Tất cả người dân ở trong khu vực này đều không được ra ngoài. Và những ai muốn cung cấp nhu yếu phẩm đều phải đảm bảo là giữ khoảng cách an toàn. Và toàn xã đã thực hiện 7 chốt kiểm soát dịch bệnh như thế này. Chốt kiểm dịch số 1 tại xã Mão Điền. Người dân khi muốn tiếp tế cung cấp nhu yếu phẩm cho người nhà trong xã phong tỏa đều phải đặt ở khu vực cách ly như thế này. Sau đó sẽ có người thân đến nhận, không được tiếp xúc trực tiếp. Nếu gia đình nào không thực hiện nghiêm túc, ngay lập tức sẽ được các lực lượng chức năng nhắc nhở. Đối với lại các chốt dịch thì chúng tôi thực hiện theo nhiệm vụ đó là giãn cách những nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ, có giấy tờ thì được ra vào. Còn lại vấn đề tiếp tế, cung cấp lương thực hoặc giao tiếp thì hạn chế tối đa. Tất cả những trường hợp gửi, cung cấp hoặc nhận hàng thì đều đặt ở khu vực cách ly.
sau đó là sẽ có người đến nhận và không trực tiếp giao nhận cầm của nhau. Nghe tin ở nhà đang là tâm dịch khi đã có 4 người trong xóm dương tính với SARS-CoV-2. Người phụ nữ này cả đêm qua mất ăn mất ngủ, lo lắng không yên. Mặc dù đang trông cháu ngoại ở trên thành phố, nhưng bà vẫn quyết định về quê để cùng mọi người chống dịch, dù biết đã vào là không được ra. Từ hôm qua đến giờ mà nghe thấy là xóm nhà mình là tâm dịch thì mẹ tôi là rất là lo lắng, thì không cả ngủ được, ăn thì cũng không ăn được. Đấy, nhưng biết là tâm dịch rồi nhưng mà vẫn lo cho mọi người ở quê, cho nên là thôi bà quyết định về để cùng mọi người cho nó yên tâm. Chứ không ở xa, không ngủ được, không ăn được thì cũng ốm cơ. Tất cả các trường hợp dương tính ở huyện Thuận Thành đều ghi nhận ở xã Mão Điền. Ngay từ khi nhận được thông tin, huyện này đã tiến hành truy vết trong đêm. Đến thời điểm này đã ghi nhận 212 ca F1. Tuy nhiên, đợt dịch này có thể khó khăn và phức tạp hơn khi chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh và những trường hợp nhiễm bệnh đã đi dự đám cưới tập trung rất đông người. Những cái ngày đẹp có tổ chức các đám cưới đấy. Và những cái từ các đám cưới này sẽ lây lan ra cộng đồng rất là cao. Thì tôi cho là lần này là dịch bệnh này là trầm trọng hơn các lần trước. Với góc độ địa phương thì đến giờ phút này chúng tôi cảm nhận là cũng đã giữ vững được nhịp, đã khoanh vùng dập dịch và truy vết rồi thì cho lấy mẫu thì cũng chưa phát hiện thêm có cái ca nào. Cái mức độ phức tạp nhất trong cái đợt này thì vẫn chính là cái mà cái sự giao lưu của người dân về chúng tôi là một cái tỉnh nó đặc biệt là có nhiều khu công nghiệp, thế người giao lưu rất là nhiều. Thế nên đến cái việc này là chúng tôi phải tăng cường cái quản lý những cái đối tượng này, phải khai báo y tế và có các vấn đề liên quan đến nguy cơ cao cái này chúng tôi phải tiến hành là điều tra và xác minh ngay, có hướng xử lý kịp thời. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức căng thẳng. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm này, 5 trên 8 huyện thị xã đã có ca dương tính với SARS-CoV-2, với 15 trường hợp F0, gần 400 trường hợp F1 và hơn 2.000 trường hợp F2. Nếu không có biện pháp mạnh mẽ và kịp thời, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất cao. Vì thế, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, tỉnh này thực hiện giãn cách xã hội đối với 5 huyện, thị xã, thành phố.